ask me if it's about their hiding, I asked it about my nephew and my favorite but how did they die? Hello, all chiên cầm bông tay sầm ăn tất bài nhau nè. Chiên cầm sầm ăn với nó tan từ lọt lọt lên đấy bạn. À, nay chờ chụp cơm. Bài bài dương tôi từ ngày môn ra. Rồi ngày nay cầm chặt ram sơ về tiệt đấy. Mà đóng bán buôn chỉ lạc, mà đóng bán pram chỉ lạc. Ôi, chỉ lạc. Rình dù. Nên cũng ai xâm át nó có lo xa liên kia ấy. Đâm bây giờ dân quay với bàn xa át to tại dân cắt nơi cả đá quay nè. Như cả đá hạt nó rồi mà khuấy đi cầm rồi ha rồi hốc ấy tam cầm non cầm nơi cắt bỏ dân đã chọn trao việt. Cứ cắt về việt tôi nó ở cái riêng tuần cho nó cầm ai rừng. Nó về đại rừng cứ quay tới vì xì khăn rừng càng đặc lăng cứ vì xì càng đặc lăng chẳng thua đại trì đại một đại bạch nó hỏi chẳng đã việt tôn mất giờ si tam đình nào bảo viên nâng tay chẳng á hay dân quay đi cho cái lọc liền hay dân liệt cho nó bị mặt tật liệt cho nó bảo ân tê mặt tật hái chẳng dân quay về mà đoàn tiết hay dân biệt đầy bị ai tam rung hoặc mà hòn tui tui nâng hái dân hạt vì hai dân liệt cho nó bị mặt tật tiết dân liệt cho nó bàn bày tì tật mất thế hãy khỏi dựng bằng ở bể u chia tình hợp trong cầu hát xâm rách bằng xâm rách tên đoàn ta nếu khiêm phương ở trên những tình hợp nếu cứ tập hệ là tình hợp bằng cho ai bằng là tình hợp thế chẳng khi mà lý tạo kê âm xe tí chắc hay năng bể u chia tình hợp kê trong khỏi dựng hát bằng ở mặt bằng ở bằng thơ chứ cầm mà nếu như là chúng tôi là buộc nè nó nên nó thằng trai đấy nhưng con đã thằng nào đó thằng trai thôi coi bạn nó đấy chưa đến nó nên nó lập tên thằng khác đang lập tên hay năng là lập vai nó lập tên nó nên đó phải tất cả mọi người nên nó được chú chú cái thằng hà rồi ai cho nó cho nó mà lấy cái sạch một cái bán cái tôi bán mà top tầm rồi អរគុណចំពោះការតាមដានបបិញ្ញត្តិនៅវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណចំពោះលិខិតនៅវីដេអូនេះ